Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái kèo Airdrop Retroactive đến từ dự án World Store. Hiện tại thì dự án này đang triển khai cái phiên bản Alpha Version và khi mà chúng ta tham gia trải nghiệm, tương tác, chúng ta kiếm point thì chúng ta sẽ có thể nhận được Airdrop của dự án ở trong tương lai. Thì đây là một cái dự án cho phép các bạn chúng ta có thể mua NFT và token một cách nhanh nhất. Dự án này thì được hỗ trợ bởi một số các cái tên quen thuộc như là Galaxy Interactive, OKX Venture và Alchemy Platform. Thì dự án này thì hiện tại thì nó giống như là một cái lát, giống như là một cái nền tảng cho phép các bạn sử dụng giao dịch cũng như là breed các cái token và các cái NFT ở trên cái nền tảng DeFi của nó. Và hiện tại thì mình thấy là cái sản phẩm của cái dự án này thì cũng đã hỗ trợ ở trên rất là nhiều trên rất nhiều tài sản và nhiều các cái loại NFT khác nhau, thì chúng ta có thể là vào trải nghiệm và chúng ta sẽ kiếm được cái điểm ở trên dự án này. Đó, hiện tại thì nó đang có một cái chương trình earn point và chúng ta sẽ có thể là kiếm càng nhiều point để hôm sau khi mà nó phát hành token thì chúng ta sẽ nhận được airdrop đến từ dự án. Thì đây cũng là một cái dự án rất là tiềm năng và chúng ta thấy là có sự có mặt của những cái tên tuổi nổi tiếng và có uy tín lớn ở trên thị trường crypto, nên đây cũng là một trong những cái dự án mà chúng ta đáng để có thể tham gia. Ngoài cái chương trình kiếm point này thì dự án cũng thường xuyên tổ chức một số các cái cuộc thi về trading các thứ. Đấy, thì các bạn có thể là xem thêm ở đây nhé. Tuy nhiên thì ở trong video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em chúng ta tham gia kiếm point và chúng ta tham gia để có thể nhận được airdrop của nó một cách là miễn phí thôi. Rồi thì đầu tiên các bạn sẽ cần nhấp vào đường link mình để ở phía dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấp vào đường link thì chúng ta sẽ nhấp vào phần là Get Point Now và các bạn sẽ tiến hành là connect với ví MetaMask của chúng ta. Chúng ta sẽ tiến hành là kết nối với cái ví MetaMask này. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là ký ở trên ví. Đây thì các bạn sẽ ký nha. Dự án này thì uy tín nên là cái ví của chúng ta khi mà ký ấy, thì nó cũng sẽ an toàn. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cần điền một số các cái thông tin. Thì đầu tiên nó hỏi nhóm tuổi của các bạn. Đấy thì các bạn sẽ tích vào. Rồi là giới tính của các bạn. Thì đây có 4 mục. Mục đầu tiên là nam này, nữ này. Rồi là không có giới tính này. Hoặc là các bạn không muốn nói. Đây thì các bạn sẽ kích vào. Rồi tiếp theo là cái loại NFT mà các bạn yêu thích. Đấy thì cái này các bạn có thể chọn nhiều mục nhá. Cái này chỉ là một cái khảo sát nhỏ thôi, còn chúng ta thực sự là cái này nó cũng không quá quan trọng đâu. Nên là các bạn có thể tích lung tung, rồi chúng ta nhấp vào phần done ở cuối cùng. Xong 5 cái question. Thì sau khi mà các bạn hoàn thành đủ 5 cái nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được free là 49 cái điểm point này. Và bây giờ thì các bạn có thể là chọn share lên ở trên Facebook hoặc là chúng ta share lên trang Twitter của chúng ta. Đấy thì nó sẽ kèm một cái đường link rep cho các bạn luôn, thì các bạn cứ post lên một cái nha. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ có thể là copy cái đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể là kiếm được thêm cái phần thưởng. Thì ngoài cái việc chúng ta mời bạn bè ấy, thì các bạn cũng có thể là tham gia trade và swap ở trên cái nền tảng để chúng ta có thể là nhận được thêm point. Thì bất kỳ khi mà chúng ta swap hay là chúng ta trade một cái NFT nào đấy hay là chúng ta trade một cái đồng coin nào đấy thì chúng ta sẽ đều nhận được cái điểm point nha các bạn. Thì đây cái dự án này nó giống như một cái sàn giao dịch cho phép các bạn chúng ta có thể buy bằng crypto này, hoặc là các bạn cũng có thể là mua bằng fiat, mua crypto bằng fiat. Đấy, fiat thì ở đây mình sẽ thử xem là có Việt Nam đồng không nhá. Ở đây thì nó hỗ trợ gần như là tất cả các nước. Đấy, hỗ trợ khá là nhiều nước, không phải là tất cả nhưng mà khá là nhiều nước sử dụng tiền điện tử phổ biến. Nhưng mà các bạn sẽ có thể sử dụng hai cái loại thẻ để chúng ta thanh toán, đó là credit card và debit card nhé, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Rồi thì cái phần fiat này thì thôi chúng ta bỏ qua. Còn ví dụ như các bạn muốn buy bằng crypto ấy thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải nạp tiền vào ở trong cái wallet của chúng ta, cái ví của chúng ta phải có tiền nhé, thì các bạn mới có thể swap được. Ở đây thì slipper này thì các bạn sẽ chọn cái độ trượt giá, thì cái này các bạn để auto đi. Rồi sau đó phía dưới thì chúng ta sẽ tiến hành là nhập cái số lượng token mà chúng ta muốn chuyển đổi qua. Ví dụ như ở đây thì mình đang chuyển từ đồng USDT ở mạng Ethereum. Thì ví dụ như mình đổi sang cái mạng là BNB nhé. Ở đây thì nó hỗ trợ khá là nhiều chain rồi.
More Network này. Đây, đây là một số trên mà cái dự án này nó đang hỗ trợ nha các bạn. Sắp tới thì nó cũng đã có kế hoạch triển khai sẽ mở thêm một số các cái chain mới như là Chui, rồi là Zeta Chain, các thứ. Đấy, hiện tại thì Chui chưa có nha, Chui Aptos chưa có này, thì sắp tới nó cũng đã có cái kế hoạch để mở rộng. Rồi thì cái mạng lưới ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái mạng là BNB nhé. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái phần token này, chúng ta gõ cái số cái tên token và chọn chain luôn ở đây nhé. Ví dụ như chúng ta chọn USDT ở cái mạng BSC nhé, thì các bạn gõ là USDT này và tick ở mạng là BSC. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái đồng token đó, thì nó sẽ hiển thị lên ở đây. Và ở phía dưới này thì chúng ta cũng sẽ chọn tương tự, ví dụ như là mình sẽ chọn là cái đồng BNB nhé, BNB nhưng mà sẽ ở cái mạng là cũng sẽ ở cái mạng là BSC luôn. Rồi, chúng ta sẽ nhấp vào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái số lượng mà chúng ta muốn swap. Đấy thì nó sẽ ra, ví dụ như mình swap là 10 USDT thì nó sẽ ra từng này là BNB nhé. Và chúng ta có thể nhấp vào buy ở đây và xác nhận giao dịch để nó quy đổi. Đấy, giống như chúng ta swap bình thường thôi. Mình sẽ thử là ở qua cái BNB ở mạng Ethereum nhé, xem thử là nó có hỗ trợ hay không. Thế là nó sẽ chuyển cầu luôn cho chúng ta nhé. Mình swap được từ USDT mạng BSC sang BNB mạng Ethereum luôn. Các bạn chỉ cần nhấp vào phần approve, sau đó là xác nhận thôi. Trên cái nền tảng World Store này thì nó cho phép anh em chúng ta swap từ USDT mạng BSC sang một cái đồng khác ở một cái mạng lưới khác một cách rất là nhanh. Và nó gần như là nó sẽ cho chúng ta đỡ qua được một cái bước bridge. Đấy thì đấy là một cái hay của cái dự án này nhá. Đấy và nó cũng sẽ là đề xuất cho các bạn những cái nền tảng mà có cái tốc độ giao dịch nhanh và phí rẻ nhất ở đây. Thì các bạn sẽ sử dụng cái nền tảng này để chúng ta buy sell token, nó cũng khá là hay. Thì ví dụ như anh em cần USDT ở mạng Ethereum chẳng hạn mà các bạn không muốn bridge, thì các bạn có thể là sử dụng cái cầu này để ngoài cái việc là chúng ta swap một cách rất là nhanh thì chúng ta cũng có thể nhận được thêm point. Thì khi mà anh em chúng ta thực hiện, anh em nên thực hiện vài cái transaction ở trên này nhé. Các bạn nên thực hiện swap vài lệnh ở trên này. Đấy để chúng ta lấy cái transaction, hôm sau thì có khả năng chúng ta sẽ nhận được nhiều airdrop hơn. Rồi ở cái phần leaderboard là cái phần dành cho, nó sẽ tính cái volume trading của chúng ta ở trên nền tảng Who's World Store này và cái số lượng bạn bè chúng ta mời được. Và đây là cái ranking của chúng ta. Rồi anh em chúng ta có thể là connect thêm với một số các cái tài khoản. Ví dụ như chúng ta sẽ connect thêm cái tài khoản Twitter của chúng ta nhé. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần ủy quyền này. Đấy đây cũng là một cái dự án nó khá là hay. Thì ở cái mục Lucky Draw này thì chúng ta sẽ có thể nhận được từ 8.000 cho tới 30.000 cái điểm point. Tuy nhiên là các bạn sẽ cần phải có một cái raffle ticket để các bạn có thể là quay thưởng. Cái vé này thì nó bán với giá là $150, nhưng mà tại thời điểm này thì nó đã kết thúc rồi. Nó chỉ bán diễn ra trong vòng 2 ngày từ 18 đến ngày 20 tháng 12 thôi. Thời điểm mình làm video này thì nó đã kết thúc rồi nhá. Và có thể là trong thời gian tới nó sẽ có thể mở thêm một số các cái lượt bán nữa. Thì các bạn có thể là cập nhật ở trên Twitter để chúng ta hôm nào tham gia vào test vận may. Đấy. Và kết lại với cái dự án này thì chúng ta có hai cách để chúng ta có thể kiếm được point. Một đó là chúng ta sẽ mời bạn bè bằng cách là copy cái đường link rep. Và cách thứ hai là các bạn sẽ trade và swap ở trên nền tảng này để chúng ta có thể kiếm được cái điểm point. Và điểm point càng nhiều thì hôm sau chúng ta sẽ được có cái lượng token được airdrop nó sẽ càng nhiều. Và đây là một trong những cái dự án được đánh giá là rất tiềm năng. Và mình thấy là có sự góp mặt của nhiều các cái tên tuổi lớn và đặc biệt là có sàn giao dịch OKX. Nên là chúng ta cũng kỳ vọng là cái dự án này sẽ có một cái phiên bản, một cái đợt airdrop khủng cho cộng đồng trong năm tới. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.